Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành nông nghiệp cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng đã thiệt hại đáng kể, đặc biệt do thực hiện lệnh giãn cách xã hội nên lưu thông hàng hóa, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng nguồn thức ăn chăn nuôi của nông dân trên địa bàn gặp không ít khó khăn, cần có sự vào cuộc hỗ trợ của các cấp chính quyền. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Tại vườn hoa Công Hà nằm trong khu đô thị Phước Lý, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, hơn 10.000 chậu hoa 10 giờ dừa cạn đã nở hoa đồng loạt. Chủ vườn cho biết trong thời điểm này năm trước, hàng chục đại lý cây cảnh, cửa hàng hoa tươi trong thành phố đã đến nhận về tiêu thụ, tạo lãi ròng mỗi tháng cho gia đình anh hơn 20 triệu đồng. Năm nay, do dịch bệnh phức tạp, Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội, các cửa hàng đóng cửa, không ai được ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết. Nên vườn hoa của anh không có người đến mua và đã sắp đến thời điểm hoa tàn, đồng nghĩa với việc 10.000 chậu hoa tươi mất trắng, lỗ phân bón, giống cây trồng và không tiền trả công chăm bón. Hiện tại vườn hoa mình cũng có hơn 10.000 chậu hoa đã đến thời kỳ xuất bón, nhưng mà do giãn cách cho nên là cũng chưa xuất được, cho nên cũng thiệt hại kinh tế cho hộ gia đình rất là nhiều. Cái mong muốn của mình là lãnh đạo phường, quận như thành phố là quan tâm hơn để cho cấp giấy đi đường cho mình được hoạt động rộng hơn để bán và tiêu thụ sản phẩm của mình làm ra. Còn tại hộ chăn nuôi gà bằng chế phẩm sinh học dưới chân đèo Hai Vân, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, hơn 7.000 con gà đến thời điểm vỗ béo để xuất chuồng thì gặp khó khăn khi tìm nguồn thức ăn cho chúng. Để vận chuyển thức ăn dư thừa hàng ngày từ khu công nghiệp trong khu dân cư về chế biến làm thức ăn gia súc, người chăn nuôi phải có giấy đi đường, mà theo quy định đây không phải là mặt hàng thiết yếu, nên người chăn nuôi không được phép ra đường hàng ngày để vận chuyển. Ở địa phương thì cũng tạo điều kiện, nhưng mà theo nghị định thì cứ 3 ngày là một lần. Cho nên 3 ngày một lần thì nó rất là khó khăn. Cộng thêm nữa là ở địa phương Hòa Hiệp Bắc đấy là chỉ có là cho mình hoạt động trong cái khu vực Hòa Hiệp Bắc thôi. Mà hoạt động trong khu vực Hòa Hiệp Bắc ấy, thì là hiện tại bây giờ là cái nguồn thức ăn và cái nguồn thuốc ấy, là nó không có. Thứ hai là gà bây giờ là nó chuẩn bị là bắt đầu bước vào trong cái thời kỳ Tết, tức là nuôi gà để phục vụ Tết. Tái đàn thì nó lại gặp khó khăn trong cái vấn đề tái đàn cho cái dịp Tết. Cho nên là cũng yêu cầu là bên chính quyền thành phố Đà Nẵng là có cái nhu cầu và tạo cái điều kiện để cho có cái nhu cầu là để tái đàn lại. Đây chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm làm ra của nông dân trong thời điểm ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vì vậy, các ngành chức năng cần sớm có giải pháp, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tối đa cho người nông dân không đứt, gãy, nguồn cung ứng thức ăn gia súc, cũng như hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, để người nông dân có nguồn lực chuẩn bị sản xuất cho những mùa vụ tiếp theo.